Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở thành phố Hồ Chí Minh, một vài nghệ sĩ Việt đã không may mắc phải và qua đời. Một trong số đó là ca sĩ Phi Hải, giọng ca phòng trà quen thuộc của khán giả thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, nam ca sĩ qua đời tại nhà riêng vào lúc 18 giờ ngày 31 tháng 7. Thông tin này khiến nhiều người vô cùng đau đớn, xót xa. Vợ của nam ca sĩ là ca sĩ Hương Giang cũng cố gắng chạy vậy lo tang lễ cho chồng Chu Toàn nhất giữa những ngày dịch bệnh, mọi hoạt động được yêu cầu tối giản hết mức để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Một ngày trước khi chồng mất, chị Hương Giang đã chia sẻ bài hát này như một định mệnh. Điều đáng nói, một ngày trước khi chồng qua đời, ca sĩ Hương Giang đã chia sẻ trên trang cá nhân bản thu ca khúc Đường Trận Mình Em như một định mệnh. Từ câu từng từ trong ca khúc như đúng với những ngày tháng sau này của chị chỉ xót xa nói sao thu bao nhiêu năm rồi không úp tự nhiên úp cái ngày trước ngày sau theo đất việt